Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Ở tập trước thì chúng ta đã đối mặt với một sinh vật, một thực thể mới các bạn ạ. Đó chính là tên Vivili. Và hắn là một cái tên kiểu như sát thủ hay sao á, với cái miệng rất là rộng và kèm theo đó là truy lùng mình rất là gắt gao luôn. Và cái hàng rào này chắc là mình phải nâng cấp thêm thôi, chứ thấp thấp như vậy hắn trèo qua cái một rồi các bạn ạ. Sợ thật sự. À, với cả là hôm qua mình đã thất bại trong việc là tìm kim cương và làm full set giáp kim cương á. Mà bây giờ thì mình chỉ mới có 10 viên thôi đúng không? À, với số lượng này thì để coi coi mình có thể trích ra 2 viên để làm bằng enchant nè. Còn 8 viên thì mình sẽ làm một cái áo giáp kim cương đi, để mình có thêm giáp các bạn ạ. Tăng khả năng sống sót của mình khi mà gặp quái dữ. Rồi thêm một ít sắt để mình làm thêm một cái nón cho full set giáp ha. Ok, xong rồi đó, tạm ổn. Giờ thì cái ủng nó sắp hư hết ta. Mình sẽ sửa nó lại một xíu. Ok vậy. Lại là đêm trăng máu. We know. Không hay tí nào rồi các bạn ơi. Đêm trăng máu quái sẽ xuất hiện nhiều hơn. Dữ dằn lắm luôn á. Mình thì không thể ngủ được. Ây. Kìa. Ý con gì vậy? Baby John. What the heck? Loài vật mới nữa. Xa xa là con gì nữa kìa. Ý nó đứng ở bên ngoài nhà mình quá trời các bạn ơi. Kiểu này là không ra ngoài được rồi. Ủa cái chỗ đó nó bò vô được không vậy? Ui hàng rào mình có nhiều lỗ hổng quá nha. Sợ đi. Rồi giờ thì mình sẽ lấy gỗ ra để mình chuẩn bị làm bàn enchant liền luôn nè. Và bàn enchant thì mình sẽ cần có coi hắc diệm thạch nữa. Hình như mình chưa đào hắc diệm thạch các bạn ơi. Quay căng như dây đờn rồi các bạn ơi. Không biết mình đi ra ngoài có sao không đây. Hình như nó không thấy mình. Ok. Mình sẽ. À không, nó thấy mình rồi. Ôi nhưng mà mấy con này có vẻ là mình hạ nó cũng khá dễ các bạn ơi. Không sao hết. Ok. Ở góc này không biết là mình có đập được hắc diệm thạch hay không nữa. Mình sẽ. Ủa cái gì vậy? Ok, không sao. Mình sẽ đứng ở trong này và đào ra thôi ha. Không có gì phải sợ hết. Ok, dần ổn. Lấy cái này, nhảy vô liền. Đó, vậy là an toàn rồi. Ui, công nhận có hàng rào xong. Nhiều cái mình có thể kiểu như là tự giải quyết được hơn á các bạn ơi. Mình nghĩ là mình nên vô trong nhà lại, không nên ở ngoài tiếp đâu. Nó rất là nguy hiểm luôn. Và mình có được 8 hắc diệm thạch ha. Vừa đủ các bạn ơi. Đây, làm liền bằng enchant nè. Gỗ thì mình đã đổi ra rồi, nên là giờ thì mình chỉ cần bấm công thức của cái kệ sách thôi. Được 13 kệ. Không quá nhiều nhưng mà ok. Cũng tạm tạm đi ha. Và chỗ enchant thì mình sẽ đặt ở phía trên nóc nhà đi. Chỗ này còn trống nè, cắm thêm đuốc đi cho chắc. Trong này cắm nhiêu đó đuốc mà mình vẫn cảm thấy không an tâm á các bạn. Rồi bàn enchant mình sẽ đặt ở chính giữa, kệ sách ở phía sau. Rồi xong phim. Và sau đó mình sẽ thử enchant. Nhưng mà khoan, mình phải lấy thêm Luli nữa. Đây, mình lấy một stack luôn ha. Và mình sẽ enchant tập trung vào cây cúp trước. Bởi vì đây chính là thứ mà mình cần trong ngày hôm nay nè. Để mình kiếm cái dòng gia tài. Để coi hiệu suất không vậy ta. Ok, toàn hiệu suất không vậy. Và trong đây enchant nó cũng lạ lắm các bạn. Nó giống như chơi ghép hình vậy đó. Để mình ghép lại nè. Nó lên được hiệu suất cấp độ 3 rồi. Ui, mềm mại á kìa. Mình không cần mềm mại. Oh man. Mình phải cần có dòng gia tài cơ. Yêu. Không sao, mình sẽ tách ra. Rồi chúng ta enchant lại các bạn ơi. Phải thử lại cái nữa nè. Giờ cách enchant nó cũng thay đổi rồi. Chậm hỏng. Ở đây rồi, gia tài nè các bạn. Yeah. Mình sẽ xoay để cho nó dễ lắp hơn ha. Đây, mình xoay góc này đi. Chậm hỏng thì mình sẽ lắp ở phía dưới này. Kiếm thêm hiệu suất nữa là đẹp. Thử coi. Đây, có hiệu suất rồi nha. Mình xoay nó lại một tí các bạn ơi. Thôi rồi, hình này là ghép vô dừa nè. Đó. Giờ enchant nói chung là cũng khá là thú vị đó. Tiếp tục là hiệu suất. Kiếm gia tài thêm đi. Ok. Ôi, gia tài 1 thôi. À đây, gia tài 2 các bạn ơi. Yeah. Kiếm thêm gia tài nữa không ta. Chậm hỏng 2, hiệu suất 3. Mình gán lên hiệu suất 4 coi được không. Ôi, được các bạn ơi. Hiệu suất cấp độ 4 rồi. Gia tài 3 thì mình nghĩ là chưa cần lắm. Gia tài 2 cũng được đi. Tại vì mình còn enchant thêm giáp nữa.
Đây mình có áo giáp nè. Em cho anh kiếm bảo vệ coi. Chầm hỏng. À đây rồi, có bảo vệ luôn. Ít ra phải vậy chứ. Thôi thôi tới đây được rồi, bảo vệ hai cũng được ha. Alright. Cái nón chưa có bảo vệ đúng không? Mình sẽ nâng cho nó lên bảo vệ cấp độ 3 luôn coi được không? Đủ kinh nghiệm không? Ui da. Ôi vừa đủ các bạn ơi. May quá. Rồi. Cơ bản thì mình đã có full một set đồ bảo vệ ở giai đoạn này ha. Cái gì vậy? Ui. Lại một cái kẻ sát nhân nữa tới nhà mình. Oh my god. Ây. Oh no 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 no. Lại đây cưng, lại đây. No no no, lại đây cưng. Hắn rình mò phía bên ngoài các bạn ơi. 500 máu. Oh my gosh. Cơ. Hình như đây là đồng bọn của tên Vivili hay sao á. Cái mỏ cũng chà bá lửa luôn. Nè 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 các bạn thấy không? Ê. Ui, hắn có thể đâm xuyên qua block được luôn nha. Ây à, căng rồi. Để xem tên này tồn tại trong bao lâu nha. Ê, hình như hắn biến mất rồi các bạn ơi. Ồ, sợ thiệt chứ. Ơ, nó trời, mình thấy hắn ở ngoài trước cửa xong là mình chui vô nhà liền. Quá tuyệt. Đúng căng luôn á. Rồi, và bây giờ thì chắc mình phải làm thêm vũ khí các bạn ơi. Với tình hình này thì không có vũ khí tốt chắc không trụ nổi lâu được đâu. Mình sẽ lấy một ít chỉ. Sau đó mình sẽ tạo ra cái handle ha. Và mình sẽ chế tạo ra cây rapier. Tại vì mình thấy cây này nó sẽ gây tới 200 đam lên những kẻ mà không có áo giáp á. Không biết là có hiệu quả với những cái tên sát nhân hay không nữa. Hồi nãy mình không để ý là bọn chúng có mặc giáp hay không ấy. Nhưng mà có vẻ là không á các bạn. Ui, thử với con này coi. Ui trời, sao nó nhanh vậy. 8 đam. Ui thấy không. Vũ khí này có 3 đam thôi nhưng mà đánh coi con John này tới 8 sát thương nè các bạn. Quá là ngon luôn. Ok. Mình thấy cây rapier này cũng ổn á. Rồi chắc mình sẽ dùng nó trong ngày hôm nay á. Và tạm thời thì mình đã sống sót qua cái đêm trăng máu bằng cách là trốn trong nhà các bạn à. Giờ thì chúng ta đã có thể tự tin đi khám phá được rồi. Ui dồi ôi, mình chờ đợi khoảnh khắc này rất là lâu rồi đó. Ủa cái gì? Sao chớp chớp vậy? Có thể. Ê, cái gì? Cái con gì vậy? Ôi. Cơ. Nó có thể phá được hàng rào luôn nha. What the. Ông ổn rồi các bạn ơi. Có vẻ là cái nhà của mình bây giờ nó cũng không đủ an toàn rồi. Ban ngày ban mặt mà bọn chúng xuất hiện tràn lan giống như vậy luôn. Đứng tim thiệt sự. Nè. Thôi. Hả? No. Lại đây. Thích gì thì lại đây. Ui. Bữa nay mình cứng hơn rồi. Mình hết sợ Herobrine các bạn. Hắn chỉ dọa mình thôi. Còn không là làm mù lò rồi sầm sở mình ha. Được lắm. Giờ mình chỉ sợ mấy cái con mà mình chưa rõ lai lịch của nó thôi. Ok. Thôi ghét qua nói sợ đi. Giờ chúng ta đi đào kim cương các bạn. Mới sắm được cây cúp gia tài cấp độ 2 nè. Phải tranh thủ cày kim cương để gỡ lại mới được. Ủa cái gì đây. Đây dạ, con xương này. Oh. Trời ơi, nó bắn mũi tên Wither đó. Ô. Áo. Ui da, nó mạnh quá. Trời đất ơi, nó mạnh dữ dằn vậy. Tí nữa thì hẹo rồi. Ui, nó rơi ra cái ủng bảo vệ cấp độ 4 như cơ. Wow. Mặc luôn các bạn. Ngon. Wait what. Trong lúc tìm chỗ lý tưởng để đi đào kim cương á, mình phát hiện trên núi băng này có làng các bạn ơi. Oh. Không biết trên làng có gì cho mình không. Tại giờ mình cũng thuộc diện là khó khăn á. Nên là làng có gì giá trị là chắc mình mượn đỡ đi ha. Oh. Ủa đây không phải làng hả. Cướp dân làng các bạn ơi chứ không phải dân làng. Oh no. Mình tưởng bỏ rồi. Ây. Trời đất. Ai. Không được rồi, mình phải hành hiệp chừng nghĩa thôi các bạn ơi. Coi coi có dân làng nào bị bắt cóc không, mình giải cứu luôn. Ở đây thì mình không thấy nè. Bên này cũng không có dân làng bị bắt cóc. Dưới này là danh trại của bọn chúng hay sao á. Nhưng mà cũng không có rương luôn nha. Ủa, kỳ lạ vậy ta. Để coi coi trong lều trại của bọn chúng thì sao. Áp canh rồi nè. Cũng không có tên cướp nào luôn. Ơ, hay, bọn này đi đâu rồi. Nhưng mà trong rương bọn chúng thì có đồ. Một cái kiếm.
9 đam. Một cái kiếm 10 đam. Một cái sừng dê nè. Ok. Và còn gì khác nữa không? Thêm một cái rương khác nữa. Có một chút kinh nghiệm cho mình cũng được. Rồi, thì mình sẽ thử kiểm tra thêm coi còn cái gì xung quanh đây hay không á. Lạ vậy. Hay là bọn chúng bị những thực thể bí ẩn ở trong thế giới From the Fog này ăn thịt hết rồi các bạn ơi. Cũng có thể lắm nha. Ê, đây 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 đây, còn tên sót nè. Hai tên luôn. Để làm gì? Ui da. Trời đất, trời đất. Rồi mình quên cái hắn biến mất luôn rồi. Ủa đâu, hắn dịch chuyển. À, tên này cũng ghê phết nha. Dịch chuyển à. Ai à. Dịch chuyển hả à? Mình combo hắn luôn. Ui da, hắn trâu lắm các bạn ơi. 70 mấy máu lận. À, con này có skill ninja gì kìa. Bảo sao. Ây, khô máu với người luôn. Một cái nữa. Ồ hô. Và hắn rơi ra cái quần. Eo, cái quần này dởm. Vậy là rốt cuộc nguyên cái danh trại bọn chúng chỉ có được cái tòa tháp này là có đồ giá trị à. Còn nhiều là mấy cái linh tinh không à các bạn ơi. Ui, có anh Golem bị bắt cóc nè. Ồ, may cho anh là tôi gặp được á. Rồi, anh được tự do rồi. Anh đi đi anh Golem. Tôi sẽ lấy mấy kiện rơm bọn chúng làm lương thực cho chuyến đi mai này cái đó. Mình hơi khổ các bạn ơi. Cũng được thêm 17 ổ bánh mì chứ đâu có ít đâu. Ở phía dưới còn có một cái khe nước khá là to kìa các bạn. Ồ. Mình sẽ... Ủa? Trời ơi, nó là cái... cái sông à. Quê sẽ vậy. Bên kia thì là một... Ê, cái gì? Trời, tiếc lúng. Bên kia là một cái dạng công trình bí ẩn nữa. Mình thấy có rất là nhiều công trình giống như vậy nhá. Và đúng lúc, cạnh công trình này có một cái hang luôn. Ok, đúng thứ mình cần rồi đó. Khám phá hang thôi các bạn. Bữa nay mình mới cài thêm cái resorback kiểu... Nó phát sáng mấy cái quặng nè. Để mình đỡ bổ sót hơn á. Nên là chắc cái chuyến đi mai này chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp kim cương hơn đây. Gì đây? Ai vậy? Oh my god. Ông già Noel à. Ui ông già Noel gì thấy ghê vậy. Ui ông già Noel này thấy ghê lắm các bạn ơi. Ông già Noel hả? Ui. Ông già Noel. Trời ơi, ông già Noel phiên bản kinh dị. Yêu. Ui tí nữa thì ông ta đã bắt mình bỏ vô túi rồi các bạn. Y như ông kẹ chứ ông già Noel gì. Mẹ nó ơi, hên là bữa nay mình mới nâng cấp giáp lên. Ê. Ê sao nhiều con vậy. Ê. Nữa rồi. Cái tên Vivi Lee. Như hắn không qua đây được các bạn ơi. Thanh thần ơi. Ấy. Ui. À. Ngươi không được đây. Ấy. Ta không cho ngươi lại đây đâu. Oh my god. À. Mình không chiến đấu lại hắn các bạn ơi. Hắn mạnh quá. Ai da. Cái hang này có điềm rồi, mình chưa xuống tới dưới nữa mà quá trời sinh vật thấy ghê xuất hiện. Không tin được luôn á. Mà mình vẫn muốn thử thêm một lần nữa các bạn à. Ok, chắc là không xui tới mức mà gặp mấy tên đó lại thêm một lần nữa đâu. Ê. Mấy con quái vật này. Mấy con này thì mình không sợ lắm. Tại giờ mình dư sức hạ bọn chúng á. Mình chỉ sợ những sinh vật mà ghê rợn. Mỗi lần xuất hiện là có những âm thanh cực kỳ điếc tai luôn á. Ồ. Kiểu bọn chúng đánh vào cái tâm lý của mình đó các bạn à. Ủa, ở dưới có vàng rồi kìa. Có vẻ có lý đó. Chúng ta đang dần đi sâu xuống cái hang này hả? Ui, còn có bê ôm Deep Dark nữa. What the hell. Ê, cái này cái quặng đó nó không phát sáng. Vậy là đây là kim cương giả rồi. À, biết ngay mà. Hiểu luôn. Vậy là bây giờ chúng ta đã có cách phân biệt kim cương thiệt, kim cương giả dễ hơn rồi các bạn. Ê. Rồi,
Phần xương bị dính lời nguyền Hero Bride. Ôi mày chuối. Không được. Đúng rồi, hình như nãy giờ mình quên cắm đuốc các bạn ơi. Lý do bọn quái vật kia xuất hiện cũng một phần là do mình không cắm đuốc để thắp sáng khu vực mình đi ngang á. Mình phải nhớ cắm đuốc mới được. Không là toan đấy. Thì ở dưới có coi triệu hồi qua đành. Cẩn thận. Đừng đi sang hướng đó. Mình nghĩ là mình nên rẽ sang trái các bạn à. Bên này có vẻ là không có khói triệu hồi qua đành. Và nó cũng còn rất là nhiều sắt nha. Tiếp tục là sắt nữa nè. Ồ, và cái biome deep dark này có vẻ kim cương đúng không? Ồ, bên kia có kim cương các bạn ơi. Chắc phải làm liều quá. Có kim cương bển mà hôm qua là hơi bị ổn. Ê, hình như trong này cũng có kim cương. Ôi thiệt nè. Được 4 viên. Ok, mình sẽ đi nốt hướng này xong. Chúng ta sẽ rẽ qua chỗ có kim cương bên kia ha. Đi chậm là được. Đừng phát ra âm thanh là được. Ok ha. Chưa, trước mặt mình có kim cương nhưng mà mình đang bị lắc các bạn ơi. Ok, đừng có dằn game lúc này nha. Tại vì mình cũng đồng thời mới nghe tiếng kiểu như rất là kỳ lạ luôn, giống như là có điềm vậy đó. Để xung quanh nha. Có gì không ổn là chúng ta chuồn liền. Ok, an toàn. Lấy kim cương thôi các bạn. Nghe, được 2 viên nữa. Rồi, hướng này có vẻ là clear rồi đó. Một cái gì đây? What the heck? Ở đây là cuối đường rồi các bạn à. Đường cùng rồi. Ok, qua bên kia lấy kim cương thôi. What? Mấy em nữa là mình bỏ sót kim cương rồi. Ở trong cái hốc này các bạn ơi. Còn trên kia là Luli hả ta? Sao mình thấy nó giống Luli hơn á? Ở dưới mới là kim cương thiệt kìa. Còn trên đó thì nhiều khả năng nó là Luli các bạn ơi. Chính xác luôn rồi. À, vậy là nãy giờ mình mừng hộp. Thôi không sao, ở dưới kia có kim cương thiệt à. Xuống dưới mà lấy. Nhưng mà âm thanh kỳ lạ mình nghe ngày càng nhiều nha. Đó là điềm báo đó các bạn ơi. Mình cũng nên tranh thủ lẹ lẹ mới được. Đây, nó đây. Để coi được mấy viên nha. Ồ, có vẻ là nhiều á các bạn ơi. Nhưng mà cẩn thận. Lỡ ngỡ là rớt nhớ 7 rồi đúng không? 11. Ồ, được 4 viên. What? Hero Bride lọt xuống nhung nham. Vừa lắm. Mình không nhìn hắn các bạn. Mình nhìn hắn là chỉ bị sợ thôi. Nên tốt nhất là chúng ta không nhìn nha. Không nhìn là không sợ. Bờ hắn luôn. Ê! Ây da! No! Ây! Mình bị nhấn chìm trong nhung nham rồi. À. Thiệt luôn á, mình đã nghi nghi rồi. Hoài đi. Bây giờ mình cảm giác là Hero Bride không đáng sợ bằng những cái sinh vật kiểu như luôn rình rập mình ở dưới hang các bạn à. Thiệt luôn á. Đây. Có thêm kim cương này. Let's go. Gác qua nói sợ đi các bạn. Gì nữa đây? Nữa rồi. Đố anh bắt được em. Trời ơi, nó là. Thiệt tình luôn. Ê, ui, cái gì nó trèo được? Ê, con này nó biết trèo các bạn ơi. Oh my gosh. Nó có thể trèo. Ơi, ở trong này thì có trường hồ qua đền. Mình nghĩ là mình nên lên trên luôn các bạn ơi. Không thôi qua đền xuất hiện nữa là mệt á. Quá đủ rồi. Rẽ sang hướng khác thôi. Lẹ. Cái gì mà zombie đi theo bầy đàn ghê vậy? Có thèo, vô, solo. 1/3 luôn. Trời đất. Ui. Này thì zombie thợ mỏ hả? Đưa cái nón đây. Nó cho mình cái... Ủa, cái nón thiệt. What? Và kèm theo đó là một cái túi. Túi này chứ quặng các bạn ơi, để cho nó, coi nó cho mình cái gì. Ui, nó cho kim cương kìa. Và một quyển sách. Ngon. Hả? Ở đây còn có làng nữa hả? Ui, kim cương luôn. Woo. Nice. Được thêm 3 viên. Wow. Có lý ấy chứ. Ủa, cái làng này. Ơi, đừng nói là cái làng hôm bữa nha. À không, có vẻ là một cái làng khác các bạn ơi. Ui. À không, bé ngựa hết hồn, tưởng đâu sinh vật thứ dữ chứ. Oh my gosh. Anh William thì đang bị thương rất là nặng các bạn ạ.
Mình nghĩ là mình nên chế tạo một cái lò nung, sau đó nung sắt ra và chữa thương cho anh Golem á. Tốt nhất là nên vậy đi. Sau khi có sắt rồi thì ra ngoài và chữa thương cho ảnh lại. Đó, ảnh lành lành lại đỡ một miếng rồi đó các bạn. Ở đây thì còn có khu mỏ nữa hả? What? Oh, có vẻ là làng gần khu mỏ luôn. Ê, cái gì? Sao giống kim cương vậy? Thấy không? À không, lưu ly. Quê sẽ, ê, không, có kim cương thiệt các bạn ơi. Nice, cái làng này tuyệt vời quá. Cho mình nãy giờ mấy quặng kim cương rồi? 19 rồi. 22, được thêm 3 quặng. 3 viên, quá ngon. Còn thêm không? Ồ, ở đây còn nữa nè. Giàu to rồi. 25 viên. Trong này thì có thêm sắt các thứ đồ cho mình nha. Ok, trong thùng thì sao? Thùng thì không có đồ. Rồi, mình hiểu rồi. Vậy việc của mình bây giờ là nghĩ nghĩa cái khu mỏ lộ thiên này ha. Là chúng ta cũng cài kiếm được mớ đồ nữa các bạn ơi. Ủa, ở dưới có xe mỏ chứa rương kìa. Ok, xuống luôn. Ấy, có con xương. Nhưng mà mình nghĩ là mình nên cắm đuốc trước khi quá trễ. Ồ, có táo vàng nữa nè. Em ấy chứ. Để dành, cấp bách là mình sẽ ăn trái táo liền ha. Còn gì khác không? Cái này là hướng khác rồi. Có vẻ là hết kim cương ở xung quanh đây rồi đó các bạn. Trở lại với ngôi làng thôi. Chữa thương cho anh Golem tiếp các bạn. Nãy hình như anh chưa đầy máu hẳn thì phải. Không biết giờ anh chạy đến đâu rồi đó. Anh Golem muối. Hey yo man. Ôi, anh đi đâu rồi? Trời đất ơi. Vết thương chưa lành hẳn mà hình như lại tiếp tục kiếm mối chiến đấu rồi. Bên này thì có vẻ là hết làng rồi ha. Ok, ghé thăm làng tới đây thôi các bạn. Và chuyến đi mai thì cũng đã đủ KPI rồi. Là mình đã bù lại số lượng kim cương mà mình đầu tư rồi ha. Nên chắc mình cũng không mặn mòi chỗ này nữa. Tranh thủ đi lên thôi. À, trước khi lên thì mượn mấy bác dân làng mấy cái kiện rơm này cái. What? Dân làng có cúp kim cương. Mình đánh giá hơi thấp mấy bác dân làng này rồi các bạn ơi. Mấy bác ấy là giàu ngầm đó. Giả bộ nghèo thôi chứ giàu ngầm đấy. Bác ấy kiểm tra đồ kìa. Trời, có nhiều cá vậy, có bơm nữa. Nè, tôi tặng bác hộp kim cương quý giá nha. Cái hộp này là hiếm lắm đó. Ok. Cái gì? Gần đây có boss các bạn ơi. Siren Head. What the hell? Cái thanh máu boss này mình đã gặp từ ở phía sau ngọn núi qua tới bên đây mà vẫn còn gặp nha. Ê. Ê. No. Đã vậy còn gặp cái tên truy lùng mình nữa. Kẻ sát nhân các bạn ơi. Ê, hắn còn dí cho mình. Ê. Bên này là con gì nữa? Ôi kìa, nó to lắm. What the hell? Ê, có lẽ nào cái con minh đó là con Siren Head ta? Gần đây chỉ có con đó là to thôi. Ôi trời. Không biết nó mạnh cỡ nào nữa. Ê. What? Không biết chúng ta có nên làm liều không các bạn? Ây à. Nhưng mà mấy cái con này nó rỉa mình hơi bị thốn nha. Vô bình tĩnh, bình tĩnh. Tự nhiên sao lại có lớp sương mù đây vậy? Ôi rồi đó là con gì nữa vậy? Ui da, ai da. Quá trời quá đất ơi. Tự nhiên lại có lớp sương mù các bạn ơi. Thánh thần ơi. Một cái đội quân gì nữa vậy? Hả? Ở đây có cái chuyện mờ ám gì đó các bạn ạ. What? Hay là cái con bự bự kia nó triệu hồi ra những cái con đàn em ta? Không được rồi. Mình phải tìm hiểu kỹ mới được. Ê, ở đây có khá là nhiều những con tròn nha. What the heck? Ây da, nó dí mình. Ui. Ui sao nhiều tròn vậy? Anh thằng ơi, nguyên một đàn luôn. Oh my gosh. Mình bị nó truy đuổi các bạn ơi. Ow. Đổi vũ khí. Vũ khí này có thể đánh lan được. Ok. Ui da. Cực kỳ khó chịu luôn á. Rồi. Bớt rồi.
Không biết. Mình vẫn chưa từ bỏ đâu. Chắc là cái con bự bự có cái đầu giống như là cái loa phát thanh là con Siren Head đó các bạn. Mình sẽ thử bắn nó từ xa coi coi có được hay không á. Mình cảm giác là con đó nó không được nhanh cho lắm. Không biết các bạn có thấy giống mình hay không á. Nhưng mà sức mạnh thì chúng ta chưa biết rõ được. Tại vì đây là lần đầu mà mình gặp nó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nãy nó đâu đó ở hướng này nè. Ok. Tới gần chưa? Ui da, cái này còn có cát linh hồn nữa. Ok, vậy là nó xuất hiện ở trong cánh rừng này các bạn ơi. Đâu rồi? Siren Head rồi. Ủa, nó chưa biến mất. Kìa, nó kìa các bạn. Thiệt. Nó cái đầu là một cái loa phát thanh. Ủa, mình bắn nó được nè. Ui, nó 1000 máu. No. No. Toan rồi. Nó giấy mình đang sao kìa các bạn. No. Chị mình nhanh vậy. À. Kìa nó giấy kìa, nó giấy kìa. Ê. No. À. Ê. Ui, nó cào đau quá. Mình có thể đỡ kiên được. Ui. Bảy kiên rồi. Ok. Nó biến mất rồi các bạn ơi. My gosh. Ui, nhưng mà cái con Siren Head đó có vẻ là mình chỉ cần nhiều mũi tên là có thể hạ được nó các bạn ơi. Ok, biết rồi nha, nó xuất hiện ở trong cánh rừng đó. Ok. Thông tin mới. Ok, nhà mình đây rồi. Mình nghĩ là chúng ta nên về nhà thôi các bạn ơi. Cái đêm nay là quá là đủ rồi. Yêu. Kinh thiệt sự luôn á. Mình sẽ lập tức vô trong và ngủ một giấc cho trời sáng á. Sáng dậy chắc là công việc đầu tiên mình cần làm đấy chính là nâng cấp hệ thống phòng thủ của mình lên mới được. Bức tường bằng ổ hàng rào bằng gỗ có vẻ là không đủ cứng cáp rồi các bạn ơi. Sợ thiệt chứ. Nhưng mà không sao, ít ra thì chuyến đi này á, các bạn biết thành công nhất của mình đó chính là đã mang về tới 26 viên kim cương lận. Tức là mình có thể làm được một cái nón, một cái quần và một cái ủng kim cương và còn dư một đống kim cương luôn á. Đây là một điều rất là tuyệt vời ha. Mình sẽ làm liền luôn cho nóng. Cái quần kim cương nữa. Đó, còn dư 10 viên kim cương làm cổ. Ê, cái gì đây? Đi chỗ khác liền. Ngài băng mặt là đây, không sợ đâu. Rồi, kinh nghiệm thì mình không có nhiều lắm. Nên là tạm thời mình sẽ cất vô trong ha. Tí nữa mình đi cày kinh nghiệm và mình enchant nó lên sau các bạn. Giờ thì lấy đá ra và chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp cái hàng rào lên mới được. Sau khi nâng cấp á, thì bây giờ hàng rào của mình thay vì là bằng gỗ thì nó đã có thêm lớp kính ở trên để mình có thể quan sát được tình hình xung quanh nhưng đảm bảo sự chắc chắn ha. Và phía trên thì mình có lót thêm những cái slab để ngăn chặn quái vật xuất hiện ở phía trên hàng rào các bạn. Và tạm thời thì cái hàng rào nó sẽ như vậy. Không biết là nó có đủ kiên cố hay không, phải qua vài đêm để chúng ta test mới được á. Tiếp theo thì mình sẽ vô trong nhà lấy giáp kim cương ra và chúng ta sẽ chuẩn bị cho công đoạn enchant ha. Nãy giờ mình cũng cày thêm được một ít kinh nghiệm rồi và xem coi nó có cho mình bảo vệ hay không. Đây mới nói bảo vệ 3 chầm hỏng 2. Alright, tương tự với cái nón nè, phải coi có bảo vệ hay không nha. Ôi, bảo vệ coi vật được bắn rồi. Su cà na vậy cái ổn. Có bảo vệ nè, ngon. Có bảo vệ là mình khoái rồi đó. Còn có giảm sát thương khi rơi nữa. Mặc tạm mấy cái món đồ vừa được enchant đi ha. Ok. Trời cũng đang tối và chúng ta sẽ test thử cái hàng rào luôn. Rồi coi nó có chống được quái vật hay không nha. Ok. Ôi, cái con gì ở... ở phía trước nó mới biến mất các bạn ơi. Nó màu trắng trắng. What the heck? Không biết mình có nhìn nhầm hay không nữa. Ủa đâu ra vậy? No. Giật hết cái mình. Ui sợ thiệt luôn á.
Hôm qua là cái tên Vivili, hôm nay là tên Mimic the Weller này. À, hay ghê. Ở ngoài thì có sấm sét, điểm báo nữa rồi hay sao các bạn ơi? Thường là vậy á. Nhưng mà có vẻ cơ bản là bây giờ bọn quái vật không thể xuất hiện, không thể trèo vô được ha, trừ khi là nó spawn ở trong cái nơi ở của mình thôi. À, tính ra là cái bức tường rào mới của mình cũng ok nè. Haha, khá ổn á, không thấy nổi tệ, mặc dù nó hơi xấu thì mai mốt mình sẽ tìm cách để nâng cấp cho hệ thống hàng rào mình nó an toàn hơn. Còn bây giờ như vậy cơ bản là tương đối ổn đối với mình rồi đó. Ủa, cái lỗ này ở đâu ra vậy? Ê, con gì vậy? Cái con gì mà như con xương nhưng mà trao nhộng hơn các bạn ơi. Thấy ghê lắm. What the heck? Con đồ gì vậy? Thử coi, nó rơi vũ khí gì nè, lụm luôn. Rồi, đây là một cái rìu chiến đấu. Ok. Ôi, nhưng mà có vẻ thủy tinh không chắc cố lắm các bạn à. Nè, nó bị bể nè. Ủa, đâu bên đây chứ. Ờ, không biết con nào nó đập luôn. Mình không có nghe tiếng đập động mà nó đập kiến mà ta. Ghê vậy. Ui, sợ đấy. Kiểu này mới mốt mình phải tìm vật liệu cứng hơn để làm hàng rào, nhưng mà vẫn đảm bảo được khả năng quan sát của mình ở xung quanh rồi. Ây da. Ok, và hôm nay nói chung là một ngày cũng hơi may mắn và cũng hơi xui xẻo vì mình phải liên tục đối mặt với những thực thể bí ẩn các bạn ạ. Và đặc biệt hôm nay mình còn phát hiện ra cái con Siren Head nữa. Một con mà mình nghĩ là mình có thể đánh bại được nó. Tuy nhiên khả năng của mình bây giờ là bị thiếu mũi tên các bạn ạ. Nên là sắp tới mình phải tìm cách có được một vũ khí tấn công tầm xa tốt để hạ những cái con sinh vật bí ẩn mà kiểu như dễ tiêu diệt như con Siren Head ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình From the Fog của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.